của mình trở nên lở lét. Có nồi nước sôi ai nấu sẵn, nhúng người vào hả? Hay nhúng chút xíu thôi. Trời, chết tôi rồi. Ôi, chân mình rát quá, hình như bị bỏng rồi nè. Phải đi cầu cứu thôi. Ôi kìa, có phải là Vối không? Vối ơi, Vối à, tỉnh dậy đi Vối, giúp dưa chuột với. Hả? Phải em không dưa chuột? Sao mà em khóc thảm thiết quá vậy em? À ha, có chị Áo Thanh Vân ở đây rồi. Mừng quá, em bị bỏng ở chân, đau quá à. Chị thấy rồi, em bị bỏng như vậy, nhưng mà em đã làm gì với vết bỏng chưa? Dạ chưa chị ơi. Vậy bây giờ chị sẽ mang dưa chuột vào nhà rồi rửa cái vết bỏng của em với nước lạnh nha. Ngủ sâu được một giấc thật là thoải mái quá đi mà. Chào chị Ốc với dưa chuột, sao cả hai nhìn có vẻ căng thẳng quá vậy? Trời ơi Lá Vối ơi, bây giờ dưa chuột đang bị bỏng đây nè, bây giờ em phụ chị rửa cái vết bỏng của dưa chuột với nước lạnh đây nè. Ôi, chuyện này em giúp được nè, em có thể chữa được vết bỏng đó. Thật sao Lá Vối? Em chữa vết bỏng là em chữa như thế nào nè? Em có thể chữa bỏng bằng cách cạo bỏ vỏ thô của cơ thể, rửa sạch, giã nát, hòa với nước sôi để nguội, lọc lấy nước và dùng hỗn hợp này để bôi lên chỗ bỏng. Vậy mà nãy giờ cầu cứu Vối quá trời luôn mà Vối không nghe gì hết, giận với luôn. Đừng giận mà, để Vối bù đắp cho. Vậy mới là bạn tốt chứ. Sao trên da của dưa chuột có nhiều vết lở ngứa vậy nè? Hả? Đúng rồi, còn mấy vết này nữa nè. An tâm nha, Vối chữa được những vết này luôn đó. Wow, tuyệt vời quá đi thôi. Vậy là ngoài tác dụng chữa bỏng, Lá Vối còn có tác dụng chữa được vết lở ngứa hả? Sự thật đúng là như vậy đó Thanh Vân. Chào Dr. Khỏe. Dr. Khỏe ơi, mình dùng Lá Vối như thế nào để có thể chữa được lở ngứa vậy? À, trong nước Lá Vối có chứa một số chất kháng sinh có khả năng diệt được nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như là vi khuẩn bạch hầu, phế cầu, dùng trị liệu các bệnh ngoài da như là ghẻ lở, mụn nhọt, v.v. Chơi với nhau lâu rồi mà không biết tài năng của Vối, thật là thiếu sót lớn mà. Thật ra Lá Vối còn có nhiều công dụng nữa đó. Lá Vối còn công dụng gì nữa, Dr. Khỏe giới thiệu cho mọi người cùng biết luôn đi. Để chữa viêm gan hay vàng da, chúng ta cũng có thể dùng khoảng 200g rễ Lá Vối rồi sắc lấy nước uống mỗi ngày. Bệnh nhân bị gút do ăn uống nhiều chất béo ngọt, ứ động nhiều chất uric ở các khớp gây nên tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau thì cũng có thể dùng Lá Vối để uống đó ạ. Nhưng mà Dr. Khỏe ơi, ông có thắc mắc á, khi mà mình sử dụng Lá Vối á thì mình có cần phải lưu ý gì không, Dr. Khỏe? Việc dùng Lá Vối tươi có các tác nhân kháng viêm và kháng khuẩn rất mạnh, có thể dẫn tới tình trạng hao huyết và tiêu diệt những vi khuẩn có lợi. Vì vậy, nên sử dụng lá và nụ vối khô. Mọi người chỉ nên dùng 1 ly hoặc 1 ấm nước vối mỗi ngày thôi. Dưa chuột đã ghi nhớ hết rồi đấy nha. Quý vị khán giả hãy nhớ đón xem chương trình Đất Tốt Khỏe lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả.